Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Chung tay vì người nghèo của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, để xóa đói giảm nghèo bền vững, các huyện, thị, thành phố, tỉnh Điện Biên đã vận dụng nguồn lực trung ương và địa phương hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất, hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi cho người nghèo, hỗ trợ người lao động nghèo vay vốn để tạo việc làm tăng thu nhập. Các mô hình sinh kế giúp người nghèo, người yếu thế xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đang phát triển khá đa dạng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự. Xã Hùa Thanh là xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Điện Biên. Tuy đất đai rộng lớn, nhưng phần lớn là đồi núi dốc. Đồng bào các dân tộc trên địa bàn chưa có biện pháp canh tác hiệu quả, nên đời sống của nhân dân Hùa Thanh còn gặp nhiều khó khăn. Để xóa đói giảm nghèo, chính quyền địa phương đang khuyến khích nhân dân phát triển trồng trọt chăn nuôi, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp, giúp nông dân tăng thu nhập. Gia đình chị Lò Thị Ón, bản Tâu, xã Hùa Thanh sống dựa vào đồng ruộng. Tuy nhiên, trồng lúa chỉ đủ phục vụ lương thực cho gia đình, nên mấy năm nay chị nuôi thêm lợn, trâu để có thu nhập trang trải cuộc sống. Với bà con nông dân, muốn no ấm chỉ có thể trông nhờ vào bàn tay lao động. Họ hy vọng thời tiết thuận lợi, mùa màng tốt tươi và hy vọng chăn nuôi xuất ra thị trường có lãi. Chị Ón chia sẻ, để đầu tư nuôi lợn, ban đầu chị phải vay thức ăn chăn nuôi, vay cám từ các hộ kinh doanh, sau đó tiếp cận được nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Gia đình chị an tâm đầu tư mở rộng chăn nuôi. Cho ăn đầy đủ, chủ động phòng bệnh, cả đàn lợn, đàn trâu của gia đình chị đều phát triển tốt. Nuôi 4 con lợn nái, mỗi năm chị có 8 đàn lợn giống. Sau thời điểm kinh tế khó khăn vì dịch bệnh, giá lợn giống tăng cao. Vừa bán lợn giống ra thị trường, vừa nuôi lợn thịt thương phẩm. Kinh tế gia đình chị Ón ngày càng ổn định hơn. Đàn trâu đang phát triển tốt, gia đình chị cũng sẽ xuất bán khi cần để trang trải các việc lớn trong gia đình. Làm ruộng mới có gạo, có thóc cho con gà, con vịt ăn, con lợn này. Con trâu thì toàn thả đi chăn. Con đi chăn thôi. Đi chăn trên rừng. Toàn đi lấy bèo này. Lấy lúc không có thì cám thì toàn đi mua nó đấy. Mua cám cũng đắt lắm. Cám này. Con trâu thì lúc nào mưa thì cho ăn rơm thế thôi. Vài năm gần đây, nhận thấy tiềm năng đất đai rộng lớn chưa được phát huy, phụ phẩm nông nghiệp chưa được tận dụng, chính quyền địa phương và các hội đoàn thể xã Hùa Thanh đã vận động bà con nông dân học tập kiến thức phát triển trồng trọt chăn nuôi, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện của từng gia đình. Ở các bản như bản Na Ten, Na Hí, bản Tâu, đất đồi rộng lớn, mô hình gia trại, trang trại tổng hợp khá phát triển. Gia đình ông Quảng Văn Khụt, bản Tâu có 2 hecta đồi. Trước đây gia đình chỉ trồng ngô sắn, thấy hiệu quả kinh tế không cao. Mấy năm gần đây, ông vay vốn ngân hàng đầu tư san ủi thành ruộng, thành ao và trồng thêm cây ăn quả. Ông xác định đầu tư làm trang trại là đầu tư cho sinh kế lâu dài. Ông Khụt chia sẻ, cái khó nhất của bà con nông dân là vốn đầu tư ban đầu. Thường thì không mấy ai đủ vốn để đầu tư xây dựng trang trại, nên phải dựa vào vốn ngân hàng và đầu tư dần mỗi năm một ít. Gọi là khai hoang ruộng này, ủi ao này, rồi là phá gọi là đất đồi để trồng cây ăn quả. Đấy, trồng cây bưởi này, cây cam, cây quýt, là trồng cây đu đủ. À, chúng tôi vay vốn chính sách thì chúng tôi vay thì năm kia tôi vay là 50 triệu, lãi suất thì 0,9. Đấy. Cho nên là chúng tôi bây giờ vay cái vốn này để chúng tôi là trồng mua giống cây trồng này, rồi mua còn làm thức ăn cho lợn cho gà, rồi mua giống gà rồi giống lợn để nuôi. Xã Thành Minh, thành phố Điện Biên Phủ còn 1,2% hộ nghèo. Để hỗ trợ nhân dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn phát triển sản xuất, các hội đoàn thể xã vẫn phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay vốn tín chấp, giúp bà con nông dân đầu tư vật nuôi cây giống để phát triển, tăng thu nhập. Hội nông dân xã quản lý 3 tổ vay tiết kiệm. Chương trình vay vốn giải quyết việc làm hiện đang là chương trình được bà con trong xã vay nhiều nhất, với mức vay từ 50 đến 100 triệu đồng một hộ. Được tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn và vay vốn phát triển sản xuất, phần lớn bà con nông dân mua giống gia súc như trâu bò lợn để chăn nuôi. Bản Co Củ, xã Thanh Minh có 1 tổ vay vốn tiết kiệm Ngân hàng Chính sách với 30 thành viên tham gia. Vốn hạn chế, đất đai hạn hẹp nên bà con chăn nuôi nhỏ lẻ là chủ yếu. Tuy vậy, chăn nuôi cũng giúp họ giải quyết nhu cầu việc làm và tăng thu nhập. Các thành viên thì 32 thành viên, nhưng mà có 30 thành viên vay vốn. Bên ngân hàng báo về có vốn là muốn cho các thành viên vay, thì những thành viên nào đăng ký vay thì mình họp tổ xong mới làm đơn cho
bên ngân hàng mới được bay. Cũng về sử dụng đúng mục đích hết, cũng có hiệu quả hết. Ai cũng mua cho mua bò giờ cũng lẻ cũng hết rồi. So với cái mình đi vay ở ngân hàng ngoài kia kinh doanh kia thì nó cũng lãi suất nó cũng thấp hơn. Xong để trả lãi thì trả lãi hàng tháng nó cũng thuận lợi. Các bản Kê Ninh, Tà Lèng, Nàng Nghè, xã Thanh Minh có khu vực chăn thả gia súc rộng. Đây là điều kiện thuận lợi để bà con nông dân trên địa bàn phát triển chăn nuôi quy mô lớn. Tuy nhiên, do vốn đầu tư có hạn nên phần lớn các hộ gia đình chăn nuôi theo quy mô hộ gia đình. Mô hình nuôi bò thịt và bò sinh sản phát triển mạnh trong thời gian gần đây. Gia đình bà Lò Thị Ơn, bản Nàng Nghè, vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội, mua được 3 con bò mẹ. Sau 5 năm, đàn bò của gia đình bà dần sinh sản, số lượng tăng lên. Mỗi khi có việc cần chi như làm nhà hay mở mang ruộng ao, bà lại bán đi 1 đến 2 con. Với gia đình nghèo như gia đình bà Ơn, đàn bò là tài sản lớn và cũng được coi là của để dành. 50 triệu nhà nước cho vay ấy, mới đi mua ba mẹ con bò, mới để ra bây giờ 4-5 năm rồi. Hàng năm nếu lớn ra, nếu được giá thì bán, không được giá thì cũng không bán. Năm ngoái cũng bán được một con 12 triệu. Một con thì làm nhà, trước kia, năm ngoái, năm kia thì ủi ao, bây giờ ao cũng mất một con bò. Với sự vận động hỗ trợ của các hội đoàn thể, các hộ nông dân nghèo, cận nghèo của xã Thanh Minh đang ngày một vươn lên. Các mô hình sinh kế được phát triển đa dạng. Nhiều hộ nông dân từ nguồn vốn nhỏ lẻ, quỹ đất chật hẹp, sau nhiều năm chăm chỉ làm ăn, họ đã mở mang được trang trại quy mô đa dạng các loại cây trồng vật nuôi. Gia đình anh Đỗ Tài Anh có mô hình trang trại sản xuất hiệu quả trên khu vực bản Nà Nghè. Trang trại rộng khoảng 4 hectare, trồng nhiều loại cây khác nhau như ngô sắn, bưởi, mận. Anh cũng quy hoạch khu nuôi lợn và ao nuôi thả cá. Anh Đỗ Tài Anh cho biết, có được khu trang trại quy mô như hiện nay, gia đình anh đã xây dựng mất nhiều năm. Làm từ nhỏ đến lớn, ban đầu cũng phải vay vốn đầu tư, sản xuất chăn nuôi có lãi. Gia đình lại đầu tư mở mang thêm. Cũng có những thời điểm khó khăn, nhưng không khi nào anh lui bước. Mỗi năm phấn đấu mở mang thêm một chút mới có được cơ ngơi như hiện nay. Theo kinh nghiệm nhiều năm xây dựng trang trại có thành công và cũng có thất bại của anh, người nông dân muốn có thành quả thì phải chịu khó kiên trì. Tôi mua cái đất đai này thì mua ở đấy thì lâu rồi, từ năm 2000 cơ. Đấy. Thì lúc mua thì mỗi lần mình mua một ít rồi mà. Thì tôi trồng nhiều loại cây trên một cái diện tích của nhà tôi. Đấy. Và đấy là về trồng cây. Còn chăn nuôi thì mình cũng phải chia nẻ. Có nghĩa là mặc dù là tôi cũng nuôi đến vài chục con đến hàng trăm con lợn, thế nhưng mà tôi đều phải lui gối hết. Có nghĩa là tháng này tôi vào một đàn thì tôi cũng bán một đàn. Để tháng sau tôi lại vào một đàn và tôi cũng bán được một đàn. Nó không bị dồn cục. Và chính cái đấy là mình không bị cái thương lái họ ép giá. Điện Biên là tỉnh có số hộ nghèo cao nhất cả nước, chiếm 34% theo tiêu chí hộ nghèo đa chiều mới. Xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ người dân an cư là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của các huyện thị trên toàn tỉnh hiện nay. Ngoài các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp, tới đây, tỉnh cũng tiếp tục quy hoạch xây dựng các bản văn hóa du lịch, phát triển mô hình du lịch cộng đồng, khai thác tiềm năng thế mạnh về du lịch cộng đồng, giúp tăng thu nhập cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Đang được xác định là hướng có tính khả thi cao, giúp xóa đói giảm nghèo bền vững. Các nghề thủ công truyền thống như nghề dệt, nghề đan lát cũng sẽ tiếp tục được phát triển. Sản phẩm nông nghiệp, thủ công nghiệp của bà con trên địa bàn được sản xuất theo chuỗi liên kết sẽ trở thành các sản phẩm hàng hóa phục vụ du lịch. Hy vọng với sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy chính quyền các cấp và các sở ngành, nhiều mô hình sinh kế mới sẽ được phát triển, giúp đồng bào Điện Biên dần vươn lên xóa đói giảm nghèo bền vững. Quý vị và các bạn thân mến, cùng với chương trình cho vay hộ nghèo, cận nghèo, chương trình cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm của Ngân hàng Chính sách Xã hội là chương trình có ý nghĩa thiết thực và quan trọng với người dân các xã khó khăn của huyện Tùa Chùa, giúp đồng bào tạo thêm việc làm, duy trì và mở rộng sản xuất chăn nuôi sau ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Chương trình này đã và đang góp phần giúp người dân miền núi khắc phục khó khăn, khôi phục và phát triển sinh kế.
huyện Tùa Chùa có 12 xã thị trấn, trong đó 11 xã là các xã đặc biệt khó khăn, đường giao thông đi lại không thuận lợi, thiên nhiên khắc nghiệt. Người dân trên địa bàn thiếu kiến thức sản xuất chăn nuôi, thiếu vốn, thiếu đất sản xuất, thiếu việc làm, thị trường chưa phát triển. Đó là những khó khăn lớn khiến huyện vùng cao này vẫn là một trong số các huyện nghèo nhất cả nước hiện nay. Sinh sống trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, người dân huyện Tùa Chùa được thụ hưởng nhiều chính sách hỗ trợ tín dụng khác nhau từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Ngoài chính sách tín dụng dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, chính sách tín dụng hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, gọi tắt là chương trình cho vay giải quyết việc làm, được triển khai từ những năm 2015-2016, đã giúp cho hàng nghìn hộ dân huyện vùng cao khó khăn này từng bước vươn lên. Những năm gần đây, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xóa đói giảm nghèo, huyện Tùa Chùa đã tập trung triển khai nhiều chính sách khác nhau. Nhờ có các chính sách hỗ trợ khó khăn về giao thông, và về điều kiện sản xuất trên địa bàn từng bước được khắc phục, người dân trên địa bàn không chỉ phát triển trồng trọt chăn nuôi mà còn tìm được sinh kế mới. Tuy nhiên, trong 2 năm 2020-2021 và những tháng đầu năm 2022, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, không ít người lao động phải nghỉ việc tại các nhà máy xí nghiệp. Tại địa phương, suốt hơn 2 năm qua, tình hình sản xuất kinh doanh cũng bị ảnh hưởng, nhất là trong các đợt giãn cách xã hội. Nhiều hoạt động kinh tế bị đình trệ. Đến nay, dịch COVID-19 đã được kiểm soát, các hoạt động kinh tế đang phục hồi trở lại. Để hỗ trợ các địa phương trên cả nước phục hồi và phát triển kinh tế, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 11 NQCP, trong đó đẩy mạnh chương trình chính sách tín dụng hỗ trợ vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Chương trình thực hiện trong 2 năm 2022-2023 với tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 10.000 tỷ đồng. Ngay khi có nguồn vốn Ngân hàng Chính sách tỉnh phân bổ về chi nhánh, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tùa Chùa đã triển khai chương trình này tới người dân trên địa bàn kịp thời, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Thực hiện nghị quyết số 11 của Chính phủ và cái nghị quyết 43 của Quốc hội, thì Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện sau khi nhận được cái quyết định giao vốn của tỉnh thì đã triển khai cho vay được hai chương trình. Chương trình thứ nhất đó là chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Chương trình này thì cho vay được 11 lao động với số tiền là 985 triệu đồng. Chương trình thứ hai đó là chương trình hỗ trợ cho học sinh sinh viên mua máy vi tính. Dự kiến là trong cái thời gian tới thì Phòng Giao dịch sẽ phối kết hợp với các cái đơn vị có liên quan để tiếp tục rà soát cái nhu cầu cho vay theo nghị quyết 11 của Chính phủ để tổng hợp gửi tỉnh phê duyệt. Và khi có cái quyết định giao bổ sung cái chỉ tiêu kế hoạch thì Phòng Giao dịch huyện sẽ tiếp tục triển khai cho vay. Hiện tại thì cái nhu cầu cho vay lớn nhất vẫn là cái chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Tại vì đại bộ phận các cái hộ vay ở trên huyện Tùa Chùa thì cũng có cái nhu cầu để tạo thêm cái công ăn việc làm cho cái lao động dư dư ở địa phương. Gia đình ông Vừa A Sùng ở thôn Bản Phô, xã Trung Thu, sống dựa vào ruộng nương, trồng cây ăn quả và nuôi dê. Những năm thời tiết thuận lợi, mỗi năm trung bình gia đình ông thu nhập khoảng 100 triệu đồng. Tuy nhiên, 2 năm qua, do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thương lái không đến thu mua nông sản. Đàn dê của gia đình ông không bán được đều đặn như những năm trước. Dâu tây và các loại quả trong vườn cũng tiêu thụ chậm. Chị Thảo Thị A, con dâu ông Sùng, hàng ngày chăm sóc và hái dâu tây mang đi bán cho biết, dâu của gia đình chị 2 năm vừa qua bán khá vất vả so với những năm trước. Không mang xuống chợ được nên chị phải đi xa hàng chục km bán lẻ ở khắp thị trấn Tùa Chùa. Đầu mùa thì quả to đẹp thì một cân quả to của nó là 200.000. Còn và đầu mùa thì chị thu một lần của nó là được mười mấy cân, còn giữa mùa thì được khoảng 20 cân. 20 cân thì cuối vụ cũng thế. Quả dâu thì nó khó giữ, nó mình trở xuống đấy thì mình xếp đẹp rồi, mình xếp cho nó gọn để mình phải tránh làm sao để cho nó không bị dập, nhưng mà mình trở đây xuống huyện thì nó cũng xa ấy, thì nó cũng sẽ bị dập một ít đấy chị. Với lại đi bán thì nó không đứng chợ được ấy chị. Không đứng chợ được thì mình chỉ đăng xong ai mua thì mình ship thôi, còn nếu không đứng chợ được thì mình cũng khó khăn cái đoạn đấy chị. Sau thời điểm khó khăn đến nay, các loại quả trong vườn đã vào cuối mùa thu hái. Đàn dê của gia đình ông Sùng cũng dần được xuất chuồng, hy vọng vào lứa vật nuôi mới sẽ gặp may mắn thu được nhiều thành quả hơn để bù cho thu nhập năm trước. Ông muốn đầu tư để tiếp tục mở rộng trồng trọt chăn nuôi. Vay thêm vài chục triệu tiền vốn, ông Sùng sẽ tiếp tục đầu tư tăng đàn dê của gia đình lên thêm nữa. Về gia đình ở đây thì coi như là nuôi dê này, với lại làm rau tây,
trồng các loại cọ và cho trâu và dê ăn thôi. Bình quân một năm là tính chung cũng là 40-50 triệu trong bình. Bình ra tay là thường nhật là một năm tính 50 triệu, trước thì vay 45 triệu để mình làm cái chăn nuôi dê và. Nếu các hộ gia đình sống trên núi cao chăn nuôi trâu dê là chủ yếu thì các hộ nông dân sống dưới thung lũng lại chọn nuôi lợn. Gia đình chị Hoàng Pao Xén, thôn Tả Xìn Thàng, xã Tả Xìn Thàng, thu nhập chủ yếu nhờ chăn nuôi lợn. Tuy nhiên, trong các đợt giãn cách xã hội phòng chống dịch năm 2020-2021, đàn lợn của gia đình chị không xuất chuồng được. Do nhu cầu thị trường giảm sút, thông thương đình trệ, thương lái không đến xã tìm mua gia súc gia cầm, chợ phiên cũng vắng vẻ nên chị phải đầu tư nuôi đàn lợn thêm nhiều tháng. Nay dịch bệnh đã lắng xuống, các hoạt động kinh tế xã hội trở lại bình thường, gia súc gia cầm cũng bán được giá. Chị Hoàng Pao Xén dần xuất đàn lợn cũ và mạnh dạn đầu tư mua thêm lợn giống để tăng đàn. Vay thêm vốn để đầu tư cho đàn lợn, chị hy vọng vài tháng tới đây gia đình sẽ có thêm một khoản thu. Gia đình mình là hộ nghèo nhiều năm rồi, nhờ làm ruộng với nuôi lợn mà gia đình đã thoát nghèo, trở thành hộ cận nghèo và làm được nhà cửa tốt hơn. Năm nay gia đình tiếp tục chăn nuôi, nhưng vốn vay được còn ít quá, được 50 triệu đồng. Mong là nhà nước cho vay thêm vốn để gia đình mở rộng chăn nuôi hơn nữa. Chương trình cho vay vốn giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách Xã hội được triển khai từ năm 2016 theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP của Chính phủ nhằm hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài, vay vốn ưu đãi, hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên, cho vay vốn ưu đãi đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và người lao động có đủ điều kiện theo quy định tại Luật Việc làm. Nghị định 61 quy định mức vay tối đa đối với cơ sở sản xuất kinh doanh là 1 tỷ đồng và không quá 50 triệu đồng cho một lao động được tạo việc làm. Đối với người lao động, mức vay tối đa không quá 50 triệu đồng. Mức vay này sau đó được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 74/2019, mức vay tối đa được tăng lên, các cơ sở sản xuất kinh doanh được vay tới 2 tỷ đồng và người lao động được vay tối đa là 100 triệu đồng, thời hạn vay tối đa là 120 tháng. Do hai năm 2020-2021, kinh tế xã hội bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định 11 NQCP ngày 30/1/2022. Trong đó có các chính sách tín dụng nhằm thúc đẩy nền kinh tế sớm vượt qua khó khăn. Theo Nghị quyết 11, có 5 chương trình tín dụng chính sách được tiếp tục triển khai và triển khai mới. Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là một trong 5 chương trình tín dụng có ý nghĩa thiết thực được triển khai kịp thời. Tuy nhiên, thông báo nguồn vốn cho vay trên địa bàn huyện Tùa Chùa nói riêng và toàn tỉnh nói chung dành cho chương trình này hiện không đủ so với nhu cầu lập kế hoạch. Thực hiện cái nghị quyết 11 của Thủ tướng Chính phủ thì ngân về phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên toàn quốc thì dưới sự chỉ đạo sát sao của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam thì chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Điện Biên cũng đã triển khai từ rất sớm trong cái công tác là rà soát nhu cầu này, tổng hợp nhu cầu và lập kế hoạch để cho vay cái chương trình này đối với các đối tượng chính sách. Thế thì đến nay thì cái việc mà cho vay theo nghị quyết 11 ấy thì chi nhánh cũng đã được thông báo nguồn vốn cho vay đối với 3 chương trình: cho vay giải quyết việc làm, cho vay xây nhà ở xã hội, cho vay học sinh sinh viên có nhu cầu mua máy tính, học các thiết bị học trực tuyến. Thì thứ tự ưu tiên thì đương nhiên là cái nhu cầu giải quyết việc làm tại thành phố và những cái hộ, những cái nơi mà có dân di cư do đại dịch bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 ấy, là không có việc làm, bị mất việc làm là sẽ được ưu tiên đầu tiên. Chương trình cho vay vốn giải quyết việc làm theo nghị quyết 11 được nhà nước bù lãi suất 2% so với lãi suất thông thường. Lãi suất cho vay chỉ còn 5,92%. Hiện nay, không chỉ người lao động ở khu vực thành thị cần đến nguồn vốn này, mà người dân ở các huyện vùng sâu vùng xa cũng rất cần để tạo việc làm, mở rộng các hoạt động sản xuất chăn nuôi. Tới đây, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục trình kế hoạch vốn trên toàn tỉnh. Khi có thông báo vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, nguồn vốn sẽ được phân bổ hợp lý theo nhu cầu vay vốn cho từng huyện, thị, thành phố, giúp người dân giải quyết nhu cầu về việc làm, sớm phục hồi kinh tế sau ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 thời gian qua. Chuyên mục Chung tay vì người nghèo của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.